Em cũng nhớ được cái lưng để xe đi đâu như nào để mà quay nhỉ. Tiếp tục nhầm đâu. Tại vì là một phần vì ngày xưa tiên thảm đau vì đấy đấy. Nghĩa là tình nghĩa thật. Ngăn gọi của tên đấy. Chỗ này nó cảm giác khăn sưng một cục đấy mà không biết mà nóng nóng có như đóng toàn mồ hôi đấy toàn mồ hôi mà chỉ chiều nó còn bị tè đi lên cầu thang là đi không được rồi đóng toàn mồ hôi đấy đây Đấy, cái tấm này đang ở đấy.